Cụ thể, diện tích hoa kiểng hiện nay ở Sa Đéc là trên 900 ha, với hơn 2.000 chủng loại hoa khác nhau, chia ra thành 3 nhóm lớn, kiểng công trình, trang trí nội thất chiếm 65%, kiểng cổ bonsai 15% và hoa các loại là 20%. Ngoài các loại hoa kiểng truyền thống, nông dân Sa Đéc còn tự tìm tòi các giống mới phù hợp với khí hậu địa phương. Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2022 ước đạt trên 3.300 tỷ đồng.